chào mừng quý vị đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn. Trong phần đầu của bản tin, xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin như sau. Vietnam Airlines cho biết siết chặt an ninh các chuyến bay đi và đến châu Âu sau vụ đánh bom liên tiếp tại Bỉ. Liên quan đến sự cố sập cầu Ghềnh, đường sắt Sài Gòn cho biết hành khách đã có thể lên tàu ở ga Sài Gòn từ ngày 23 tháng 3. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Bộ Tài chính cho biết chi phí vay vốn ODA ngày càng đắt đỏ và áp lực trả nợ cũng tăng gấp đôi. Thưa quý vị, chi phí vay vốn ODA của Việt Nam không chỉ ngày càng đắt đỏ mà áp lực trả nợ cũng tăng gấp đôi. Đây là thông tin trao đổi của Bộ Tài chính với báo chí tại buổi họp báo chuyên đề vừa qua. Theo Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính, chi phí vay vốn ODA của Việt Nam hiện đã tăng từ 1% trước đây lên 2%, trong khi thời hạn vay giảm một nửa từ 30 đến 40 năm xuống còn 20 đến 25 năm do Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, tới tháng 7 năm 2017, Ngân hàng Thế giới sẽ chấm dứt ODA với Việt Nam. Sau World Bank, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và các tổ chức khác có thể chuyển dần dòng vốn vay và Việt Nam sẽ không còn tiếp cận vốn ODA ưu đãi như trước nữa. Để giảm bớt áp lực vốn vay và trả nợ, Bộ cho biết đang tính phương án chia các địa phương thành 5 nhóm với tỷ lệ vay vốn ODA khác nhau, chứ không cấp phát không như trước. Cụ thể, sẽ có 3 nhóm địa phương còn khó khăn, phải nhận trợ cấp của nhà nước và 2 nhóm các nơi có thể điều tiết tại ngân hàng nhà nước. Các nhóm khó khăn có thể áp dụng vay vốn ODA theo tỷ lệ vay 10%, 20-30% hoặc 50%, còn lại nhà nước hỗ trợ. Riêng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nhà nước hỗ trợ 20%, địa phương tự vay lại 80%. Liên quan đến các vụ đánh bom liên tiếp tại Bỉ, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết chưa thay đổi kế hoạch khai thác các chuyến bay đi và đến châu Âu. Tuy nhiên, hãng đã ban bố tình trạng khẩn, tăng cường an ninh cho các hoạt động khai thác tại đây. Hãng cũng yêu cầu các văn phòng chi nhánh tại nước ngoài phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh địa phương và sân bay, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giấy tờ, hành lý, hàng hóa và giám sát để phát hiện những trường hợp bất thường trước khi chấp nhận chuyên chở, đồng thời hỗ trợ hành khách nối chuyến đi từ hoặc đến Bỉ nói riêng và hành khách trên đường bay giữa Việt Nam và châu Âu nói chung. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách lưu ý theo dõi chặt chẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, lưu ý thời gian làm thủ tục tại sân bay, chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân khi đi máy bay và tuân thủ đúng các quy định của an ninh. Ngoài ra, để hỗ trợ hành khách từ nay đến ngày 31 tháng 3, Vietnam Airlines sẽ hoàn hủy đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch về giá vé cho các vé đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và châu Âu. Vé được đổi là vé có ngày bay giữa Việt Nam và châu Âu trên Vietnam Airlines muộn nhất đến hết 31 tháng 3 và có thể thay đổi ngày bay đến hết 30 tháng 4. Thưa quý vị, sau sự cố sập cầu Ghềnh tại Đồng Nai, hành khách mua vé tàu xuất phát từ ga Sài Gòn sẽ được lên tàu ngay theo chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn. Ông Đỗ Quang Văn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết khách đi tàu không phải di chuyển từ ga Sài Gòn xuống ga Sóng Thần bằng ô tô như những ngày trước mà có thể lên tàu từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần. Sau đó, hành khách lên ô tô trung chuyển đến ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình. Ở chiều ngược lại, hành khách xuống tàu tại ga Biên Hòa sẽ được trung chuyển ô tô về tới ga Sóng Thần rồi tiếp tục lên tàu về ga Sài Gòn. Với việc chạy tàu như trên, khoảng cách trung chuyển hành khách bằng ô tô sẽ giảm còn một nửa so với việc trung chuyển ô tô từ ga Sài Gòn. Đường sắt Sài Gòn cũng cho biết kể từ ngày 23 tháng 3 sẽ tổ chức nhận hành lý ký gửi hàng hóa lẻ ở ga Biên Hòa thay vì từ ga Sài Gòn như trước đây. Liên quan đến khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông số 1 tập trung nhân lực, vật lực trục vớt dầm cầu bị sập trước ngày 2 tháng 4 để có thể thi công trụ dầm cầu mới, hoàn thành thông tuyến đường sắt trước ngày 15 tháng 7. Cũng liên quan đến vụ sập cầu Ghềnh, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, có hơn 700 tấn hàng hóa của doanh nghiệp bị ùn ứ tại ga Sóng Thần do vụ sập cầu, khiến cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lẫn đơn vị vận tải bị thiệt hại nặng. Tại ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, hiện tổng khối lượng hàng hóa chưa và đã làm hóa đơn còn 28 toa, ước tính trung bình mỗi toa nặng 26 tấn. Như vậy, có khoảng 728 tấn hàng đang bị tồn động. Không chỉ tại ga Sóng Thần, trong những ngày qua, hàng hóa từ Nam ra Bắc bị nghẽn hàng chục toa và chiều ngược lại lên đến vài trăm toa. Trung bình mỗi toa có khối lượng nhẹ là 20 tấn và nặng là 30 tấn. Tình trạng ùn ứ này khiến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đơn vị vận tải bị thiệt hại nặng nề. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Theo đánh giá của nhà tư vấn Boston Consulting Group BCG về xếp hạng phát triển kinh tế bền vững, Việt Nam dù còn ở thứ hạng thấp nhưng lại trong top đầu các nước có năng lực về chuyển đổi sự thịnh vượng của nền kinh tế sang chất lượng cuộc sống người dân. Theo đánh giá phát triển kinh tế bền vững của hãng tư vấn BCG bằng chỉ số SEDA, Việt Nam đạt được 42,4 điểm và xếp thứ 79 trên tổng số 149 quốc gia được xem xét. Tuy vậy, Việt Nam lại nằm trong top 4 quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lực chuyển đổi sự thịnh vượng kinh tế thành chất lượng cuộc sống người dân.
GDP bình quân đầu người theo ngang giá sức mua là 5.200 đô la Mỹ một năm, nhưng người Việt Nam đang có chất lượng cuộc sống như ở các nước có GDP hơn 10.000 đô la, tức vượt xa các quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam lại thua Trung Quốc về thu nhập, việc làm, y tế, hạ tầng, giáo dục. Ngoài ra, so với khu vực ASEAN, Việt Nam được cho là ổn định kinh tế và xã hội dân sự, nhưng thu nhập đầu người còn thấp. Vào năm 2013, GDP bình quân theo đầu người Việt Nam tính theo ngang giá sức mua mới là 5.200 đô la, trong khi nhóm ASEAN 4 lại dao động từ mức 6.500 đến 22.500 đô la Mỹ. Thưa quý vị, đến với chuyên mục mỗi ngày một con số thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 91%. Đây là tỷ lệ người Việt Nam xem video theo nhu cầu, theo báo cáo mới nhất về xu hướng xem video theo nhu cầu vừa công bố của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen. Theo Nielsen, khi nói đến việc xem video giải trí, khán giả Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung ngày càng có xu hướng xem các chương trình truyền hình cũng như các chương trình video theo nhu cầu trên các thiết bị kết nối. Tại Việt Nam, hơn 9 trong 10 người, tức khoảng 91% số người được khảo sát, cho biết họ có xem chương trình video theo nhu cầu ở mọi thể loại và thời lượng, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực là 76%, và gần 7 trong 10 người Việt nói rằng họ xem video theo nhu cầu ít nhất một lần mỗi ngày. Các thiết bị mà người Việt dùng để xem các chương trình video theo nhu cầu phổ biến nhất là máy tính, kế đến là điện thoại di động, TV thông minh và máy tính bảng. Phim ảnh dẫn đầu các video theo yêu cầu mà người Việt chọn xem, kế đến là các chương trình truyền hình như hài kịch, tin tức thời sự, truyền hình thực tế. Báo cáo cũng chỉ ra một chi tiết khá thú vị là dù 2/3 người Việt thích xem các quảng cáo về sản phẩm mà họ quan tâm, nhưng có đến 67% trong số này cảm thấy bị làm phiền khi quảng cáo xuất hiện trước, trong và sau các chương trình video theo nhu cầu mà họ đang xem. 63% muốn khóa hết tất cả các quảng cáo. Vâng, thông tin vừa rồi đã khép lại phần đầu bản tin Cà phê Sài Gòn. Ở phần tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin khác. Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian giải ngân gói 30.000 tỷ đồng. Du lịch dịp lễ 30 tháng 4 liệu có lặp lại tình trạng quá tải?